Chào các em học sinh khối 7 thân mến. Bài trước, chúng ta đã tìm hiểu chương trình bảng tính là gì. Tiếp theo nội dung của ngày hôm nay, chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính đó. Các em quan sát cho cô bảng tính sau. Thì trên trang tính này, hãy cho cô biết thông tin trang tính được trình bày như thế nào. Mỗi hàng cột của trang tính cho em những thông tin gì, có cùng một loại thông tin hay không? Thì đó cũng chính là nội dung của bài học của ngày hôm nay. Các em ghi bài 2, các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính. Nội dung của bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học 4 phần. Phần thứ nhất đó là bảng tính. Nội dung thứ hai đó là các thành phần chính trên trang tính. Nội dung thứ ba là dữ liệu trên trang tính. Và nội dung cuối cùng là chọn các đối tượng trên trang tính. Chúng ta vào một nhỏ bảng tính. Chúng ta có hình một bảng tính mới như sau. Như vậy, một bảng tính có thể có rất là nhiều trang tính. Và các trang tính được phân biệt bằng tên trang. Chúng ta nhìn ở phía dưới, đây là tên trang, nó là set 1, có nghĩa là ta sẽ có là trang 1. Như vậy, muốn thêm trang 2, trang 3, trang 4 thì chúng ta sẽ vào cái dấu cộng ở đây để chúng ta thêm trang. Chúng ta chỉ cần click vào dấu cộng thì nó sẽ thêm trang 2, trang 3, trang 4, vân vân. Cô có một bảng tính sau. Bảng tính này gồm 3 trang tính. Chúng ta quan sát ở trang tính thứ 2 có chữ in đậm. Thì trang tính này cô gọi đó là trang tính được kích hoạt. Như vậy, trang tính được kích hoạt là trang tính như thế nào? Trang tính được kích hoạt là trang tính được hiển thị trên màn hình và có chữ in đậm. Như vậy, để kích hoạt một trang tính mới thì chúng ta chỉ cần đưa con trỏ chuột tới trang tương ứng và nháy chuột. Các em ghi bài phần 1 nhỏ. Một bảng tính có thể có nhiều trang tính được phân biệt bằng tên trang. Trang tính đang được kích hoạt là trang tính đang hiển thị trên màn hình và có tên với chữ đậm. Cô muốn tạo một bảng tính là điểm tin khối 7. Và mỗi trang tính này là điểm tin của từng lớp 1. Như vậy cô muốn trang 1 là điểm tin của lớp 7-1, trang 2 là điểm tin của lớp 7-2, trang 3 là điểm tin của lớp 7-3, vân vân. Như vậy, để đổi tên set 1 thành là tên là lớp 7-1 thì cô sẽ thực hiện như sau. Thứ nhất là cô sẽ đưa con trỏ chuột vào tên set 1, sau đó nháy nút chuột phải, sau đó chọn rename, rồi tiếp tục nhập tên mới vào là lớp 7-1 vào. Như vậy, cô đã đổi được tên set 1 thành lớp 7-1. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm đối với trang 2, trang 3, trang 4, vân vân. Chúng ta vào hai nhỏ, các thành phần chính trên trang tính. Thì ở tiết trước, chúng ta đã biết một số thành phần của trang tính rồi. Ví dụ như đây là tên hàng, đây là tên cột và các ô tính. Và ô tính mà có đường viền hình chữ nhật màu xanh này, người ta gọi là ô tính này đang được kích hoạt, hay được gọi là ô tính đang được chọn. Ngoài ra thì chúng ta còn có một số thành phần khác nữa. Ở hình chữ nhật góc bên trái thì chúng ta có đây được gọi là hợp tên. Thế này được gọi là khối và chỗ này được gọi là thanh công thức. Như vậy hợp tên là gì, khối là gì, thanh công thức là gì thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Chúng ta quan sát hợp tên. Chúng ta sẽ thấy trong hộp tên này có ghi chữ là B4. Và chúng ta sẽ quan sát ở trong trang tính. Cái ô tính đang được kích hoạt là cái ô đang nằm ở cột B và hàng thứ tư. Như vậy, hộp tên này nó ghi là B4, có nghĩa là địa chỉ của ô đang được kích hoạt này là ở cột B và hàng thứ tư. Như vậy, hộp tên là nơi hiển thị địa chỉ của ô đang được chọn. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về khối.
Vậy khối là gì? Khối là một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành một hình chữ nhật. Và ở khối này chúng ta cũng sẽ có địa chỉ. Và địa chỉ của khối là địa chỉ của ô trên cùng ở bên trái và dưới cùng ở bên phải, và được ngăn cách với nhau bởi dấu hai chấm. Thì các em thể thấy cái khối này ô trên cùng ở bên trái là ô D4 và ô cuối cùng ở bên phải là ô F6. Như vậy chúng ta sẽ có khối là khối này có địa chỉ là D4 2.F6. Nhưng trên hộp tên thì hộp tên này nó chỉ hiển thị cửa ô đầu tiên mà chúng ta kích hoạt thôi. Cho nên ở trên địa chỉ này chúng ta cũng chỉ có là chữ D4. Nhưng chúng ta muốn tìm khối là D4 và F6 thì chúng ta có thể lên trên hộp tên này là chúng ta đánh D4 và F6 thì nó sẽ chọn nguyên khối này cho chúng ta. Một khối thì có thể là một nhóm các ô liền kề nhau, hoặc có thể là một cột, hoặc là một hàng, hoặc là một ô cũng được gọi là một khối. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về thanh công thức. Như vậy thanh công thức là gì? Thanh công thức là nơi mà cho chúng ta biết nội dung, dữ liệu hoặc là công thức của ô mà chúng ta đang được chọn. Các em ghi bài hai nhỏ. Các thành phần chính là các hàng, các cột, các ô tính, hợp tên, khối và thanh công thức. Hợp tên là ở bên trái thanh công thức hiển thị địa chỉ của ô được chọn. Khối là một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Khối có thể là một ô, một hàng, một cột hay là một phần của hàng hoặc cột. Địa chỉ của khối là cặp địa chỉ của ô trên cùng bên trái và ô dưới cùng bên phải được ngăn cách với nhau bởi dấu hai chấm, ví dụ như là C2 2.D3. Thanh công thức cho biết nội dung của ô đang được chọn, được sử dụng để nhập, hiển thị hoặc công thức trong ô tính đó. Tiếp tục phần 3 nhỏ, dữ liệu trên trang tính. Chúng ta sẽ quan sát bảng tính sau. Chúng ta thấy trên bảng tính này có hai kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu thứ nhất được viết dưới dạng là chữ, thì người ta gọi đây là dữ liệu kiểu ký tự. Dữ liệu thứ hai là được viết dưới dạng là số, và dữ liệu này người ta gọi đó là dữ liệu số. Như vậy, trên trang tính có hai loại dữ liệu. Đó là dữ liệu kiểu số và dữ liệu của ký tự. Chúng ta vào A nhỏ, dữ liệu kiểu số là gồm các số được cấu tạo từ 10 số là từ số 0 cho đến số 9. Dấu cộng là để chỉ số dương, dấu trừ để chỉ số âm và dấu phần trăm để chỉ tỷ lệ phần trăm. Ở chế độ ngầm định thì dữ liệu kiểu số được căng thẳng ở lề bên phải trong ô tính. Các em lưu ý điều này. Thông thường thì dấu phẩy ở trong cái dãy số là dùng để phân cách giữa hàng nghìn và hàng triệu, vân vân. Còn dấu chấm là để ngăn cách bởi phần nguyên và phần phân trong số thập phần. Dữ liệu ký tự thì nó gồm các dãy các chữ số, chữ cái và các ký hiệu. Ví dụ như là lớp 7A thì cũng được gọi đây là dữ liệu kiểu ký tự. Ở chế độ mặc định thì dữ liệu ký tự được căng thẳng ở lề bên trái trong ô tính. Và chúng ta lưu ý, ngoài dữ liệu thì ô tính còn có thể chứa công thức. Chúng ta vào 4 nhỏ, chọn các đối tượng trên trang tính. Như vậy, để chọn các đối tượng trên trang tính thì chúng ta có thể chọn một ô. Việc chọn một ô, chúng ta sẽ thực hiện bằng cách là đưa con trỏ chuột tới ô đó và nhảy chuột. Còn việc chọn một hàng thì chúng ta sẽ nhảy chuột tại tên hàng cần chọn. Tương tự như chọn một cột
thì chúng ta sẽ nháy chuột tại tên cột cần chọn. Và để chọn một khối thì chúng ta sẽ kéo thả chuột từ ô góc, tức là ô góc bên trái ở phía trên, đến ô góc đối diện là góc bên phải ở phía dưới. Và ô chọn đầu tiên là ô sẽ được kích hoạt. Chúng ta quan sát hình vẽ sau. Để chọn một ô, ví dụ là chúng ta chọn ô B4, chúng ta chỉ cần đưa con trỏ chuột đến ô B4 và lít chuột. Để chọn một hàng, ví dụ như chúng ta sẽ chọn hàng 6, thì chúng ta sẽ đưa con trỏ chuột đến tên hàng số 6. Và lúc này con trỏ chuột nó xuất hiện dấu mũi tên màu đen. Chúng ta chỉ cần lít chuột là nguyên một hàng số 6 chúng ta sẽ được chọn. Tương tự như vậy để chọn cột. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ chọn cột là cột D. Chúng ta đưa con trỏ đến chỗ tên cột D. Lúc này con trỏ chuột sẽ xuất hiện dấu mũi tên màu đen và chúng ta sẽ lít chuột. Vậy là nguyên cột D chúng ta sẽ được chọn. Để chọn khối, ví dụ như là khối B5 và D7, đầu tiên chúng ta sẽ đưa con trỏ chuột đến ô B5. Sau đó chúng ta sẽ kéo và thả chuột ở ô B7. Lúc này khối B5 và D7 đã được chọn. Đó là toàn bộ nội dung kiến thức của bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ củng cố kiến thức của bài học ngày hôm nay qua những câu hỏi sau. Câu thứ nhất, số trang tính trên một bảng tính là? Chỉ có một trang tính. Chỉ có 3 trang tính. Có thể có nhiều trang tính. Có 100 trang tính. Như vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án C. Có thể có nhiều trang tính. Câu 2, hộp tên hiển thị: A. Địa chỉ của ô đang được kích hoạt. B. Nội dung ô đang được kích hoạt. C. Công thức của ô đang được kích hoạt. Câu D. Kích thước của ô được kích hoạt. Như vậy theo em, câu nào là câu đúng? Chúng ta có câu đúng của chúng ta là câu A. Hộp tên hiển thị địa chỉ của ô đang được kích hoạt. Câu 3. Dữ liệu nào không phải là dữ liệu số trong các trường hợp sau? Các em quan sát, ở câu A, câu B, câu C và câu D thì dữ liệu không phải là dữ liệu kiểu số, đó là dữ liệu của câu B, 12 năm. Đây là dữ liệu kiểu ký tự. Câu C, chỗ này là có dấu phẩy là nó ngăn cách bởi hàng nghìn. Còn chỗ này là dấu chấm, đây là số thập phân. Có nghĩa đây là số 3457,986. Phần bài tập về nhà của các em là thực hành các câu hỏi từ câu 1 cho đến câu 5, trang 20 và 21 sách giáo khoa. Đọc thêm cho cô phần tìm hiểu mở rộng. Xem trước cho cô bài thực hành 2, làm quen với các dữ liệu trên trang tính. Bài học đến đây là kết thúc. Cô xin chào các em.